Alo, chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Đó là phần 1, bây giờ trở lại phần 2. Không biết tại sao mà Lisa dăng ra khỏi cái Facebook nha. Bây giờ Lisa với mày là trở lại phần 2. Trở lại phần 2 để cho vấn đề là các bạn thấy sẽ bù thêm phúc nha. Sẽ bù thêm phúc cho chúng ta. Cho nên nếu mà Lisa mà là con gái của ông Vương Văn Thả hoặc là vợ của anh Nguyễn Hữu Tấn thì Lisa sẽ đóng kịch, sẽ làm chính trị mà các bạn thấy không đẹp, không ăn tiền, làm cho thế giới phải rung động ngọn cờ hồng, Lisa mới chịu nha. Chứ đừng có mà Đảng Cộng sản tôi bay, đừng có chơi cái màn như vậy nha, chưa, đừng có chơi cái màn như vậy. Lisa sẽ ẵm một đứa con mà đi ra và vừa đứng mà vừa tố cáo. Rồi các bạn biết là ở tại vấn đề là An Phú thì đương nhiên họ sẽ quay những cái video để mà truyền ra ngoài mạng thôi. Cho nên đứng đó mà phải nói chuyện, đứng đó mà nói chuyện. Bà Đặt nó kêu người chồng nó: em ơi em đi ra đi em ơi, bồng con ra đi em ơi, em ơi gặp Lisa đi. Rồi biết Lisa sẽ nói chuyện cho mà biết: anh ơi, con chim líu ríu nó nhảy tíu tung, anh đi đâu tâm tư một mình, em chờ anh lại đây gán nghĩa chung tình với em. Anh ơi, em không có cần danh vọng mà em cũng chả có cần địa vị, em chỉ mong là hai vợ chồng của mình cứ sớm sớm chiều chiều tiếp mãi tiếp mãi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng mà anh đã thấy rõ rồi, người ta đã ép gia đình tiếc của em vào con đường cùng, em là phận gái chữ hiếu phải đưa lên làm đầu. Anh nói đi, tam tòng tứ đức hiếu nghĩa phải vẹn toàn. Bây giờ em kêu em, anh kêu em phải ẵm con ra để mặc cho mọi người giết tiếc của em như vậy, thì hỏi thử trái tim của em ở đâu, em có còn can đảm để sống ở trên đời với anh, để mà cùng với anh, để mà cho mọi người giết tiếc của em không vậy? Anh suy nghĩ lại đi. Đó, phải làm những cái điều mà để cho mọi người ở tại An Phú phải nhìn ra sự thật. Hỡi tất cả đồng bào, hỡi tất cả bà con cô bác, nếu gia đình của quý vị mà chẳng may như gia đình của tôi, nhưng mà bây giờ quý vị lại bắt buộc, người ta bắt buộc quý vị phải để cha mẹ quý vị cho người ta giết, thì quý vị có bao giờ mà đi ra để cho người ta giết mình, giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em mình hay không? Ta nói khi mà làm như vậy rồi, những cái băng video này sẽ tung hoành ở trên lãnh sự quán của các nước. Ngày xưa đó, lãnh sự quán của Mỹ đó, người ta sợ Lisa, người ta nói thôi Lisa ơi là Lisa, Lisa đừng có bao giờ mà chạy qua lãnh sự quán của Anh, lãnh sự quán của Úc, lãnh sự quán của Pháp. Bởi vì lãnh sự quán Mỹ sẽ lo và bảo vệ được cho Lisa. Chứ Lisa mà khi mà nó thả Lisa ra rồi đó, Lisa muốn chạy đi tất cả những cái lãnh sự quán. Mà khi đi tới đó rồi là Lisa ngồi bẹp xuống mà Lisa khóc. Mà Lisa vấn đề là kêu bằng là nói để cho thông dịch viên của Pháp thì nó dịch ra tiếng Pháp. Còn mà thông dịch mà tòa đại sứ của Úc, của Anh được kia là Lisa biết tiếng Anh rồi. Lisa sẽ vào đó mà Lisa trình bày, Lisa ngồi mà Lisa khóc. Lisa nói rằng là tao đã rời khỏi Việt Nam 10 năm, bây giờ tao trở về lại, tao đã học những cái tự do dân chủ, tao chỉ cần mong cho người dân có tự do, mà nó bắt tao vô, nó nói tao là CIA và nó chửi tất cả những cái nước Tây phương là một thành phần đĩ điếm rồi kia. Là bắt đầu là Lisa sẽ ngồi bẹp xuống mà Lisa khóc, mà Lisa đại bại. Lisa còn tích mặc gọi một bộ đồ tang để mà chạy tuốt lên trên vấn đề là kêu bằng là quay hao của ở bên Mỹ này, để mà ngồi đó để mà cầm mỏ cầm chuông mà phải đọc kinh dược sư lưu ly cầu an cho Việt Nam, bởi Việt Nam là communist, bởi Việt Nam là một cái lũ quỷ, là lũ cộng sản. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì khi nó đụng tới tên của Lisa, nó không dám đăng một tờ báo, nó không dám nói động tới tên của Lisa là như vậy, bởi nó biết Lisa không phải là một tay tầm thường nha. Không phải là một tay tầm thường. Trời ơi, Lisa bài vẽ ra cho ở thế giới người ta rất là trọng con nít,
mà người ta trọng luôn cả chữ hiếu và chữ tình. Cho nên một người con gái mà con của ông thả không cần phải chửi lại cái bọn mà kêu bằng là ngu độn dốt nát mà chọi đá. Chỉ cần ẵm đứa con đi ra đó mà đứng thôi, đừng sợ nha. Khi mà nó cầm đá nó chọi, cứ để cho nó chọi, máu càng chảy thì càng tốt. Mặc một cái áo dài màu trắng cho Lisa, hoặc mặc một cái áo màu trắng để máu nó đổ xuống cho thấy dầm về máu đỏ. Ở trong nhà ông thả cũng quay, và ở bên ngoài người ta cũng sẽ quay. Bởi vì ở tại Việt Nam các bạn biết rằng là khi mà có một cái cuộc nào rồi thì người ta rất là hiếu kỳ, người ta sẽ quay lại hết. Cho nên phải làm cái chiêu như vậy cho Lisa nha. Hả? Còn vợ của anh Nguyễn Hữu Tấn, Lisa dạy cho phải cầm một cái lư hương và một cái hình mà bị cắt cổ đó, phải ẵm đi cầm như vậy mà khóc ở tất cả các đoạn đường hết cho Lisa, vô các lãnh sự quán Mỹ như vậy đó. Rồi bà má chồng mới chạy theo ôm con dâu, rồi khi con dâu bắt đầu là ngã xuống ngất đi rồi bắt đầu tỉnh dậy, my husband, where my husband, I come and kill my husband. Bắt đầu là kêu bằng khóc lên, hoặc là sảng hoàng lên. Khi mà bắt đầu là ngã xuống xỉu rồi, giả bộ ngã xuống xỉu rồi, khi mà bắt đầu là người ta lại, người ta bóp vào xong tỉnh dậy rồi, cái anh ơi, anh có còn không, con ơi, con đâu rồi, trời ơi, chồng ơi. Rồi có một người mới nói rằng thôi nín đi, chồng đó bị cộng sản cắt cổ rồi, là bắt đầu khóc là động lên cho Lisa. Tao nói tao mà ở Việt Nam đó ha, là cái đảng đỉ tụi bay là đã chết từ lâu. Tụi bay chưa biết được là ngoài cái tài của Lisa là nói chuyện, mà Lisa còn là một diễn viên, mà một diễn viên diễn xuất kêu bằng xuất sắc trong vai tỷ nữ. Tụi bay dám thử không? Thử đi. Trời ơi, tụi bay thử đi. Cho nên á, đối với cái lũ yêu tinh, đối với cái lũ súc vật đảng cộng sản Việt Nam của tụi bay ra những cái chiêu trò mà mất dạy như vậy không lợi được Lisa đâu nha. Bây giờ nó cho trẻ em ở trong trường cầm dao, cầm đá, cầm gạch, cầm búa để mà đi ra ngoài rồi, thì xin mời các giáo xứ, các cha hãy mở cửa nhà thờ ra. Và đồng thời các em giáo dân hãy cầm điện thoại, cầm video, chuẩn bị quay trực tiếp 24/24 nha. Bắt đầu là dụ mấy em này đi vô, bởi vì nó cầm cờ đỏ mà, nó kêu là Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Bắt đầu là ở trong nhà thờ dụ nó vô, dụ những con tiểu yêu này vô, nó ê ê kìa, đứa nào mà vô mà chặt đầu của Chúa Giêsu là được thưởng thêm tới vấn đề 1 triệu nữa kìa, để cho nó chạy vô coi nó dám chặt không, để cho nó phải chặt, nó phải đập để quay lại, để cho đưa cho tất cả những cái lãnh sự quán Mỹ xem. Bởi vì ông Donald Trump đã ký rằng là tự do tôn giáo mới tức thì, ngày hôm qua hôm kia đây. Cho nên chúng ta sẽ đưa cái tình trạng này lên. Còn gia đình mà của Phật giáo Hòa Hảo nào mà Lisa nghe nói là nó luyện cất vô như vậy đó, thì hãy để y hiện trường như vậy, lấy cất bò cất heo để nhiều hơn nữa, để lên bàn thờ của ông Quỳnh giáo chủ luôn, rồi quay cả video như vậy, rồi một người phải đi ra mặc cái áo nâu sòng để mà nói đàm đạo với nhau, bắt đầu là nói những cái văn thơ của Đức Thầy cho Lisa. Trời ơi, tới thời lộng quỷ nói lên, thằng khôn thì đi học mà thằng ngu thì làm thầy. Bây giờ đã nổi rong chìm, bao giờ mới hết được đời khổ quan. Gà ơi gà gái nửa đêm, tại sao bị cắt cổ chết tươi như thế này. Đem những cái sấm giảng đó ra mà đứng đọc, rồi quay những cái video mà nó luyện cất luyện đái lên bàn thờ như vậy, để mà đưa cho toàn thế giới coi, cho cả những người Phật giáo Hòa Hảo mà quốc danh thuần tí coi. Rồi bây giờ Phật giáo mà nó cấm treo cờ thì bây giờ phải làm loạn lên cho Lisa, phải đem bàn thờ ra ngoài đường để mà phải là tụng kinh lưu ly, bởi vì kinh dược sư lưu ly là cầu cho dân tộc an lành. Cho nên làm cho Lisa đi. Bởi vì trong đài truyền hình VTV nó nói là kính Chúa yêu nước mà, thì tao kính Chúa, tao yêu nước, tao yêu dân, tao mới đi ra để tao cầu nguyện, đúng không?
Cho nên cái lũ mà ma đầu cộng sản Việt Nam tụi bay, tụi bay mưu kế dữ lắm. Tụi bay là yêu tinh, tụi bay mưu kế mà không mưu kế qua được Lisa đâu. Nghe chưa? Chị chưa nói hết câu mà sao bị vậy chị? Tại vì nó bị văng ra em ơi. Trời ơi là trời, chị ơi chị, bây giờ ở Việt Nam loạn lên rồi chị ơi. Chị ơi là chị. Nó phải như vậy thôi các em ơi. Trời ơi, tao nói kinh hoàng lắm. Ở tại Việt Nam tao nói hả, vấn đề là kêu bạn đó là, cho nên những người ở tại Việt Nam, nhất là gia đình có ông Vương Văn Thả, yêu tinh quỷ lúc nào nó cũng vậy nha. Lúc nào nó cũng vậy cả. Phải mạnh mẽ lên cho Lisa nha. Cho nên bây giờ đó là cha Nam, cha Thục và tất cả những giáo dân cộng sản đang âm mưu bắt cha Nam và cha Thục. Tất cả những giáo dân chỉ cần nó bắt cha Nam và cha Thục, hãy nên kéo rần rần vào lãnh sự quán của các lãnh sự quán Mỹ, lãnh sự quán Pháp, lãnh sự quán Úc, lãnh sự quán Anh và các lãnh sự quán cho Lisa. Khi mà ào ào vô như vậy thì từ Bắc chí Nam, tất cả những giáo dân, tất cả những giáo xứ đều phải phản đối lên cho Lisa, phải làm cho lớp chuyện để mà gửi qua bên Vatican ha, phải làm cho nó thật là rúng động, phải là thật là làm cho nó hoành tráng cho Lisa. Bây giờ những đây là cái bằng nó tính âm mưu, nó bắt cha Nam là phải làm lớp cho Lisa. Lisa kêu gọi tất cả các giáo dân ở mọi nơi, không có riêng rẽ nữa. Bởi bây giờ các bạn đang đấu với một cái loại quỷ tinh như vậy thì các bạn phải thật là khôn ngoan, phải thật là đoàn kết nha. Còn những người nào mà đạo Phật giáo thì các bạn hãy nên chuẩn bị tinh thần nha. Đừng bao giờ mà u mê mà để cho một cái loại quỷ yêu tinh mà nó dẫn dắt các bạn đi vào một con đường mà vấn đề là giả như vậy nữa. Nghe chưa? Nghe không? Các bạn rằng yêu nước, các bạn yêu dân tộc là các bạn phải bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước. Cho nên không phải là các bạn yêu nước, mến đạo mà các bạn lại để cho một cái tập đoàn, một cái đảng yêu tinh để mà nó âm mưu, nó cho thằng Tàu tràn vào để lấy nước Việt Nam cả. Nha. Đó. Các bạn thấy không? Lisa tiên đoán hay không? Tao cho tụi bay đi đêm đi, tụi bay đi đêm với Tàu Cộng đi. Hoa Kỳ nó đều biết rõ hết, CIA nó biết tụi bay luôn đi đêm với Tàu Cộng, cho nên nó làm thinh nó đâu thèm nói. Cho nên Tàu Cộng nó đã nói rồi, nó giúp cho Hoa Kỳ lấy thằng Bắc Hàn để cho Hoa Kỳ thống trị luôn, tức là giải phóng Bắc Hàn và Nam Hàn chung luôn rồi. Thì kể như là giao Biển Đông cho thằng Tàu, mà giao cho thằng Tàu thì thằng Mỹ ra vô là chuyện bình thường, bởi hai cường quốc lớn người ta chơi chung với nhau như vậy. Và bây giờ nếu thằng Tàu Cộng mà nó vô nó tàn sát, nó lấy luôn nước Việt Nam cũng được luôn, nó Mỹ nó sẽ ngồi làm thinh. Bây giờ Bộ Ngoại giao, bây giờ báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu là cái bằng la làng lên rồi. Bây giờ tách tại sao mà Mỹ không vấn đề là lên tiếng để cho vấn đề là kêu bằng là Trung Quốc hung ăn, vấn đề là lấn chiếm ở ngoài biển. Bây giờ nhiều thằng ở Việt Nam ngột nghe theo ba cái đài báo được kia bà đặt nó, trời ở Trường Sa Hoàng Sa mình còn trình hình đó ngoài, còn thì đi ra đi, giáp ra không? Giáp đi ra không? Bây giờ nó tuyên bố 1 tháng 5 bây giờ là có hiệu lực rồi. Bây giờ ai dám lú đầu đi ra đi, ngon lú đầu ra đánh cá đi. Nha, giáp không? Có giáp không? Bởi vậy cho nên nó dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam bị u mê bởi cái đảng yêu tinh, bởi cái đảng cộng sản này. Cho nên đụng tới là nghe ba cái báo, ba cái đài của nó. Các bạn ở Việt Nam mà kể như các bạn muốn thông minh, các bạn khôn ngoan là các bạn phải nên dẹp ngay những cái tin tức báo đài của Đảng Cộng sản. Bởi vì thằng Đảng Cộng sản lúc nào nói tới chính trị là nó nói láo. Chỉ có khi nào mà ở trong xã hội, chẳng hạn như là giang hồ, chẳng hạn như thằng Lê Văn Luyện, hoặc là chẳng hạn như là cha hiếp dâm con, nó mới là lên báo chí nó nói sự thật mà thôi. Còn khi mà nói tới chính trị là nó nói láo kêu bằng không thể nào mà chớp mắt. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà nghe những cái luận điệu của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị cả. Các bạn nên nhớ kỹ như vậy nha. Nhớ kỹ như vậy cho Lisa.
nha. Không cần phải sợ nữa. Bây giờ là không cần treo cờ đỏ luôn. Bây giờ là toàn bộ người dân hoặc là ở tại những cái nhà thờ treo cờ vàng, bởi vì tự do. Trong hiến pháp Việt Nam có bao giờ cấm treo cờ vàng không? Bây giờ ngon đảng Cộng sản ra lệnh là cấm treo cờ vàng đi. Cấm người dân cầm cờ vàng, yêu chuộng cờ vàng đi. Cây cờ vàng có từ thời của vua Thành Thái đó. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam mà ra chỉ thị mà cấm treo cờ vàng hoặc là cấm vấn đề là kêu bằng là yêu cờ vàng, thì đảng Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ tổ tiên của mình, bởi cây cờ này nguồn gốc có từ thời của vua Thành Thái, chứ không phải là cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa đâu. Việt Nam Cộng Hòa chỉ là tiếp bước và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của tiền nhân Việt Nam. Cho nên đảng Cộng sản Việt Nam tại sao nó không dám ra lệnh để mà vấn đề là cấm vĩnh viễn, mà vấn đề là cái bằng là người dân Việt Nam yêu chuộng cờ vàng? Tại sao nó cấm vĩnh viễn? Tại sao? Dám không? Hả? Dám làm không? Nha. Bởi vậy mà cho nên đã đến lúc người dân Việt Nam không cần phải sợ. Nha. Bây giờ mọi người phải lên tiếng. Tất cả những cha, những linh mục ở tại Việt Nam phải mạnh mẽ hơn, phải lên tiếng mạnh hơn, phải cương quyết hơn để mà bảo vệ. Yeah. Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề là cái bằng bay quá khốn nạn. Đói nghèo bởi vì chế độ quẫn trí thì người dân sẽ làm liều. Bởi cho nên đối với chế độ Cộng sản Việt Nam thì cây tốt tươi thì nhờ gốc, mà người phúc lộc thì phải nhớ tới nguồn. Cho nên người Việt Nam, nhưng đây là kêu bằng người ta sống, người ta nhớ về nguồn gốc của người ta. Một cái cây mà nó đứng thẳng là nó phải nhờ có cái gốc của nó chắc. Mà bây giờ tự động dưới đây là đảng Cộng sản Việt Nam ngược đời, không cho dân tộc Việt Nam, không cho tuổi trẻ Việt Nam biết về cội nguồn, về gốc gác của mình. Cây cờ vàng ba sọc rõ ràng là của đời vua Thành Thái. Thời bà Trưng bà Triệu cũng lấy biểu tượng nền là nền vàng. Các bạn biết nền vàng là tượng trưng cho máu đỏ da vàng. Nền vàng còn tượng trưng cho là dân tộc Á Đông, là người Việt Nam là da vàng máu đỏ. Cho nên màu vàng cũng là một màu tượng trưng cho những sự trù phú là cánh đồng Việt Nam. Màu vàng bát ngát, cho nên đời sống người ta vẫn đây là kêu bằng là vui. Màu vàng cũng tượng trưng cho những thời bậc vua chúa, những thời mà vua chúa Việt Nam người ta đều dùng cờ vàng cả, nền vàng cả. Không riêng gì Việt Nam mà ở bên Tàu Cộng cũng vậy. Các bậc mà minh quân vua chúa bên Tàu cũng là lấy màu vàng là cái màu của những đây là quân vương. Mặc lấy cái cờ nền vàng là nó hợp với dân tộc Việt Nam. Mà ba sọc đỏ tức là ba ở trong là máu. Cho nên người Việt Nam máu đỏ da vàng. Bởi vì màu ba sọc đỏ là máu. Máu thì phải nằm ở giữa, nằm ở bên trong. Cái nền ở bên ngoài bằng màu vàng tức là da vàng. Chứ không phải ngu xuẩn dốt nát như đảng Cộng sản. Mà phải đem một cái cây cờ Phúc Kiến qua là máu phải nằm ở bên ngoài. Rồi những thằng tiến sĩ giấy, rồi những thằng ngu độn, rồi những thằng dốt nát bắt đầu là chứng minh rằng là cái nền đỏ là do máu của những người chiến sĩ Việt Nam đổ ra. Vậy thì cái cờ này có ai dám vào đảng Cộng sản để đổ máu ra hết không? Bởi hèn chi bao nhiêu người vô đảng Cộng sản Việt Nam là đều đổ máu tràn lan ra như vậy đó à. Bởi hèn chi bây giờ không còn chiến tranh mà ở Việt Nam cũng phải bị đổ máu như vậy đó hay sao? Bởi bây giờ không còn chiến tranh mà bây giờ ra ngoài đường là bị tai nạn máu phải đổ ra như vậy đó hay sao? Bởi vì lấy một cây cờ máu tanh, bởi lấy một cây cờ mà ngu xuẩn mà dốt nát, cái nền không ai lấy một cái nền đỏ như vậy. Rồi ở trong lòng thì lại lấy một cái ngôi sao màu vàng. Ngôi sao thì làm sao mà nằm ẩn bên trong được? Thấy chưa? Nó có ý nghĩa gì không? Hả? Ngôi sao không bao giờ có ngôi sao màu vàng. Ngôi sao bắt đầu là ngôi sao màu trắng. Những ngôi sao, vấn đề là kêu bằng là những ngôi sao hôm đều là màu trắng. Chứ không ai lấy ngôi sao màu vàng cả. Bởi cho nên nó không đi tới đâu đó đâu.
tự nhiên cờ đỏ sao vàng. Mà cái cờ này của tỉnh Phúc Kiến là người ta đã dẹp mẹ nó rồi, bởi vì nó không có. Nhưng đây là đem lại một cái gì? Ở tại Phúc Kiến cũng vì đem cái biểu tượng cây cờ đỏ sao vàng này mà người dân ở Phúc Kiến đã đói trong cái năm 1832, đói chết không biết bao nhiêu người. Cho nên rằng người ta dẹp bỏ cây cờ đỏ tại tỉnh Phúc Kiến này lâu rồi. Vậy mà bây giờ thằng Đảng Cộng sản Tàu Cộng, thằng tình báo Hoa Nam, nó biết được cây cờ đỏ sao vàng là cây cờ xui xẻo, là cây cờ của Phúc Kiến. Mà tại Phúc Kiến 1832, người dân nghèo sơ sát, người dân đói triền miên, cho nên nó xúi thằng Hồ Chí Minh phải đem cây cờ đỏ sao vàng này qua để mà làm biểu tượng của cả nước Việt Nam. Vậy thì các bạn thấy, cây cờ đỏ sao vàng này đã có mặt ở tại miền Bắc trên 80 năm, người dân miền Bắc khổ ra làm sao? Cây cờ đỏ sao vàng này có mặt tại Việt Nam miền Nam 42 năm, bây giờ các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy tới bây giờ mà máu của người dân vẫn phải đổ ra không? Vậy thì cây cờ này người ta có xứng đáng treo để mà làm cái điềm xui trong gia đình không? Vậy mà lại kêu những cái tiểu quỷ tiểu yêu cầm cờ máu bắt đầu chạy ào ào ra đường. Những thằng tiểu yêu tiểu quỷ này cầm cờ máu mà không biết rằng chuẩn bị xe đụng nó, mẹ nó ra máu nó chảy ra, nó chết mẹ nó hết nha. Tao không muốn rủa cái lũ tiểu yêu tiểu quỷ của tụi bay đâu. Tao chỉ cho một đạo âm binh của tao vào mùng 2/16, tao rú một phát một thôi, là những thằng chó, con chó tiểu yêu tiểu quỷ tụi bay sẽ chết như rạ. Tụi bay không chết bây giờ, tụi bay chạy xe ra tụi bay cũng bị tâm chết mẹ tụi bay à. Cho nên tao không muốn đấu với cái lũ của tụi bay, bởi vì những đứa tiểu yêu tiểu quỷ mà tụi bay kêu nó là những thành phần nhân chi sơ tánh bột thiện. Nó để các bạn thấy được, ở trong trường học, ở trong giáo trường bây giờ toàn là quỷ nó ở trong đó không. Cho nên những người dân Việt Nam bây giờ phải đoàn kết để trở thành một sức mạnh, phải mạnh mẽ hơn cho Lisa, để mà phải làm sao mà phải đoàn kết được. Còn nếu các bạn không đoàn kết, chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ trở thành thằng Tàu Cộng. Bây giờ nó giả bộ nó ở ngoài Phú Quốc, bây giờ nó giả bộ nó bán, nó giả bộ nó nói là cho tập đoàn của Đức vào, cho Pháp vào, để mà bắt đầu là xây lên, ai có tiền cứ mua. Mà nó giả bộ nó nói như vậy, nhưng mà người dân Việt Nam nó đang chuẩn bị, nó bóp cái bao tử lại, nó không cho làm ăn, nó không cho làm cái gì hết. Để chi vậy? Để cho người dân không có tiền mua. Thì bây giờ nó nói công bằng, người dân có tiền mua đi, nhưng mà dân không có tiền mua thì nước ngoài mua. Mà nước ngoài mua là ai? Là Tàu Cộng tàn qua mua. Nó không dám nói Tàu Cộng bởi vì nó run sợ, bởi vì nó sợ, nó không dám lấy là, nó không dám nói là Tàu Cộng, cho nên nó phải giả bộ nó lấy như vậy. Các bạn thấy ngay cả mỹ phẩm, ngay cả những cái đồ đạc cũng giả bộ nhá, dán cái mạc vô là của Pháp, của Anh, của Mỹ, rồi mà rốt cuộc của Nhật, nhưng mà rốt cuộc lại là toàn bộ đồ đạc của thằng Tàu Cộng đem qua. Mỹ phẩm bây giờ cũng vậy, giả bộ lấy những cái nhãn mạc bắt đầu gắn vô là của Pháp, của Anh, của Mỹ, nhưng mà ở bên trong toàn là axit, toàn là hàng Tàu Cộng, không, toàn là hàng giả. Bởi vì yêu tinh là nó phải lừa đảo thôi, yêu tinh là nó phải gạt các bạn. Chỉ có các bạn thông minh các bạn mới nhìn ra được yêu tinh. Bây giờ Lisa còn nhận được một cái bản tin là bây giờ thằng Tàu Cộng nó bỏ vô 30 tỷ đô la để mà nó khuyến khích cho thanh niên hay là những người nào ở tại Việt Nam cứ việc bắt đầu là tài trợ không tốt một đồng bạc để mà đi xuất khẩu lao động. Vui chưa? Tại sao mà đưa hết những người này đi ra xuất khẩu lao động vậy? Bởi vì đưa ra xuất khẩu lao động mà ra thấy được những cái đời sống mà tự do, có thể trốn ở lại thì càng tốt, để cho những người Tàu bắt đầu đi vào con đường du lịch để mà ào ạt ở lại Việt Nam hết. Đó, các bạn thấy bây giờ chuẩn bị báo chí nó đăng lên rồi đó. Tức là nó sẽ cho trên cả 100, 200 hoặc có thể trong tương lai có cả triệu người chuẩn bị vấn đề là hỗ trợ để đi xuất khẩu lao động, đi làm nô lệ dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động, đi làm cu ly dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động. Mà tiền này không phải tốt lành gì của thằng Đạt đâu, mà tiền này là do thằng tình báo Hoa Nam nó đã đưa qua để mà nó chơi một cái màn như vậy. Cho nên Lisa chửi những người dân ở miền Tây thấy cũng quan lắm, bởi vì người dân miền Tây bây giờ thật sự không có bao nhiêu đâu. Những người khôn ngoan đã đi qua bên nước ngoài hết, đi Úc, đi Pháp, đi Anh, đi hết, kể cả Thái Lan người ta cũng đi qua đó người ta sống.
Cho nên chỉ toàn là những thành phần mà đầu trâu mặt ngựa ở tại miền Nam bây giờ không. Dân miền Nam mà thật sự không còn bao nhiêu hết. Không còn bao nhiêu hết. Nha. Yeah. Ức chế quá chị ơi. Lúc điều tra anh Tấn mặc áo trắng, đưa clip cho gia đình xem thì mặc áo tù. Chị ơi, clip nhắn gửi gia đình anh Tấn điều này nha chị. Chị nghĩ gia đình anh Tấn biết làm gì rồi. Chị đã nói cho gia đình anh Tấn rồi. Bây giờ nó sợ Phật giáo Hòa Hảo bắt đầu đứng lên vụ gia đình của anh Tấn. Bây giờ nó chặn đường hết. Nó chặn hết. Để các bạn thấy được, các bạn sống trong một cái đất nước độc tài nó là như vậy. Cho nên nó là, đây nè các bạn nghe cái nè, nó vô nó ngồi y như một đám gà mái phá chuồng. Bắt đầu là ngồi đấu tố giống như thời cải cách ruộng đất. Vô đấu tố. Hello, chuyện gì? Sao không nói? Hello. Em không nói thôi ốp đi nha. Lóc em luôn. Bà đặt gọi là tưởng chị té ra hả? Chị đâu có té nổi đâu mà lâu mà gọi chị. Chị lóc em luôn. Em khỏi làm phiền. Rồi xong. Khỏi nói. Cho nên các bạn phải nên nhớ như vậy đó. Các bạn phải nhớ rõ nó như vậy đó. Đối với chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam là nó phải như vậy. Hello. Alo. Hello, hello. Sao gọi là không nói chuyện? Trời ơi, gọi vô mà không dám nói chuyện gì trơn vậy trời. Lóc em luôn nha. Em gọi vô mà em không dám nói chuyện, em sợ hả? Chị đâu có phải là, vấn đề là kêu bằng là người hung dữ đâu. Trời ơi, chị hiền muốn chết luôn à. Tự nhiên gọi vô chị là nín địch luôn à. Trời ơi, gọi vô sao không giỏi đi. Hôm qua hôm kia có ông thằng gọi vô tưởng hay lắm. Vô hỏi Lisa ơi bú không? Lisa tao nói bú chứ. Đưa ra. Ôi lên liền. Bắt đầu cười ý ý rồi tự nhiên chạy mất tiêu luôn à. Trời ơi là trời. Mẹ nó ra mày gặp tao rồi. Đưa ra đây. Lên trên livestream luôn đi để tao thâu lại tao cho mọi người coi. Dám không? Dám không? Trời ơi. Chạy mất dép luôn. Đâu dám hỏi á. Cho nên Lisa chỉ cho nhiều cái kế để mà bây giờ phải làm để cho mọi người người ta nhìn thấy. Người hôm qua Lisa nói với một người mà mọi người nói với Lisa. Alo. Alo, chào chị Lisa. Ừ, chào em, có gì không em? Em ngồi lưng. Nhưng mà em nói đây giữa, ở đây giữa cộng đồng mạng, chị đừng cứ đưa hình em lên nha. Chị em cần phải đưa hình em lên. Nhân dân, toàn thể nhân dân Việt Nam ở tại miền Nam, miền Đông và miền Tây nghe cho rõ lời của mình nói là 9 giờ ngày hôm nay anh em xã hội đều đã biết hết mọi sự việc của Cộng sản đã làm. Nếu toàn dân đứng lên, anh em xã hội là người cảm tử đầu tiên để bảo vệ các bạn. Mình chỉ nói như vậy thôi. Đó là lo lựa chọn của các bạn. Các bạn muốn đất nước Việt Nam này tồn tại để cho ta khỏi làm một người lưu vong bắt nước thì các bạn đứng lên. Còn nếu các bạn muốn cúi đầu chịu nhục sống một kiếp nô lệ thì các bạn cứ làm. Thế em chào chị nghe chị đi sao? Chị cứ nói tiếp đi. Rồi, cảm ơn em. Rất là vấn đề là hùng dũng. Rõ ràng những người như vậy sẽ là hoài bão sau này của đất nước Việt Nam. Chị luôn luôn cảm ơn em. Đúng như vậy, chỉ có cảm tử mà thôi. Đối với chế độ Cộng sản bây giờ không có run sợ nữa. Có cái chết làm nên lịch sử. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đã đến mức độ này rồi thì không cần phải nhún nhường nữa. Cảm ơn các em. Thằng Đảng Cộng sản nó rất là run sợ. Người dân Việt Nam có quá chất. Biết làm mìn.
tự chế. Bởi vì tụi nó kéo một lần là 200-300 người tới nhà không. Nếu mà người dân có một ca axit, hoặc là người dân có một quả mìn, hoặc là có một lựu đạn, mà chỉ cần tự chế, mà chỉ cần liễn ra, thì 200 thằng này chết ngay tại chỗ. 200 thằng an ninh đi tới nhà để giết chết một người, để bắt một người. Mà dân Việt Nam không ai dám làm cái gì cả. Một khi nó đã tới nhà mình là biết nó sẽ giết gia đình mình. Thì tại sao mà mỗi người dân Việt Nam không chịu cảm tử, hãy nên hy sinh. Phải nên hy sinh. Lý sao hoàn toàn ủng hộ. Cảm ơn bạn. Nếu mà nó cấm không có cho vũ khí, không có cho đạn, thì dùng axit, thì dùng bom xăng, cứ diệt chổi thẳng vào. Đây là bảo vệ. 200 thằng thì cứ chổi mẹ vào 200 thằng. Cứ cầm bom xăng mà liên vô, cho nó cháy phần lên. Và tất cả những bà con hàng xóm cũng nên tiếp tay. Khi thấy mà một gia đình nào anh dũng đứng lên thì cũng phải ào ạt đi vào. Những kẻ nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà kêu gọi thì hãy nên nhớ mặt mà xử cho Lisa. Bây giờ nó đã lộ rồi đó. Nó cho tiền những cái đứa trẻ em ở ngoài Nghệ An, Quỳnh Lưu mà ra đường mà cầm cờ la làng, cầm dao, cầm búa thì chúng ta cứ coi như gà mái phá chuồng đi. Chỉ cần một thằng nào vô mà bắt đầu chặt tay của Chúa hoặc là chổi đá cha nam, nhớ mặt cái thằng đó ngay. Rồi kể như mày đi học đi, mày sẽ biết giết ngay để cho gia đình chúng mày là biết thế nào là lễ độ. Tao cho mày mất dạy, mày tiểu yêu. Cho nên nếu mà đảng mà nó kéo những cái em nhỏ này mà cầm dao, cầm búa mà chạy ra ngoài đường thì đó chúng ta lợi dụng và đó chúng ta cũng kéo ào vô cho nó vui. Bây giờ cộng sản cho biểu tình rồi, cho tràn ra đường thì chúng ta cũng hợp tụ hợp, chúng ta cũng tràn ra. Dám chơi không? Thằng đảng cộng sản nó run sợ đi sang nghĩ nó không dám làm đâu. Nó chỉ giả bộ nó khè vậy thôi à. Dám làm không? Gặp Lisa ở Việt Nam, những người giáo xứ ở tại Việt Nam quá hiền. Bởi vì những người mà có đạo đó là người ta không muốn giết người. Cho nên bởi vì mà người có đạo không dám giết người, cho nên cái lũ yêu tinh này nó mới giết ngược trở lại người có đạo. Giống như gia đình của anh Nguyễn Hữu Tấn không dám giết người. Hello. À, xin chào chị Lisa và bà. Rồi chào anh ạ. Nói chung là nói chung là cũng bị giao thôi, nhưng mà em ở khu vực miền Trung, nhưng mà trung tâm, nhưng mà cái vụ mà vừa rồi và cái vụ mà anh Tấn là cái gì mà chết mà gia đình đó là cái này kia là thêm thì ý kiến của chị thế nào chị ạ? Thì nó cắt cổ người ta thôi em ơi. Nó cắt cổ, cái lũ cộng sản nó cắt cổ, cái lũ công an Vĩnh Long nó cắt cổ, 200 thằng an ninh cắt cổ. Bây giờ gia đình của anh Tấn và Phật giáo Hòa Hảo phải tìm tất cả những thằng nào mà công an ở tại Vĩnh Long là phải giết để trả thù. Giết một người anh Tấn là phải giết lại 10 thằng công an, 200 thằng công an, 1.000 thằng công an phải giết lại như vậy cho chị. Nó xạo thôi em ơi, không có tự sát mẹ cho nó. Chị hỏi em, một người làm sao tự sát mà tự cầm dao mà khứa 3 lần rồi đổi tay phải khứa 4-5 lần tới kiệt sức vậy? Em tin không? Em đủ can đảm em khứa cổ em 3 lần rồi em quay qua bên kia em đổi tay em khứa 3 lần nữa không? Dạ dạ em đã đang rồi, nhưng mà em không thể tin, không bao giờ tin. Không bao giờ tin cái đảng cộng sản Việt Nam được. Không bao giờ tin tưởng được. Cho nên em không có tin cái gì cả. Bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam nó ra lệnh cho cái lũ công an ở Vĩnh Long giết người. Phải nói gia đình anh Tấn và Phật giáo Hòa Hảo, toàn dân miền Nam phải đứng lên. Bây giờ phải mạng, phải đổi mạng. Nếu cần lại dùng một trái mìn liếm vô trong những này là cứ bằng là lũ đảng, liếm vô trong những này là đồn công an cho chết mẹ để trả thù cho chị. Tất cả an ninh nào từ đây về sau tới nhà để bắt người là dùng bơm xăng liếm ra, dùng nguyên ca axit đậm đặc tạt ra, làm lớn là chuyện lên. Vậy thôi. Cho nên là ai cũng xin phép với chị là nói một cái là bởi vì là đài VTV1 là báo, cho nên là chị phải đưa lên là điều
không? Nên là đưa những cái chỗ là bị ổi Đúng. gần tới cái lương tâm Duyệt. à, cho nên là chị phải đưa lên Chung. à, cho nên là bởi vì là anh thấy là và đưa những cái xe trái bởi vì là anh là một người là môn phụ tí là một người là lương tâm là anh là người anh trai Chung. là anh là này kia mà anh không có tội lỗi mà anh tự tử là cái chuyện là quá xa không bao giờ có Duyệt. cái chuyện đó là không bao giờ có Đó em thấy không? Một người mà ăn chay trường như vậy, một người ăn chay trường từ nhỏ tới lớn thì làm sao mà tự sát được? Một người mà đã có đạo, đã biết đạo, đã tu hành như vậy rồi, người ta không thể nào ta tự sát. Cho nên cái lũ tiểu yêu nó giả bộ nó dựng lên nó nói như vậy thôi. Nó giả bộ nó trong cái thời đại này nó ghép hình, nó ghép video vô mà thôi. Cho nên phải nói với gia đình của anh Nguyễn Âu Tấn này, anh em dòng họ bà con tín đồ phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải làm sao mà đổi mạng lại để trả thù cho anh của mình. Nếu như mà vấn đề là gia đình của anh Tấn, bà con của anh Tấn mà giết được những thằng công an ở tại Vĩnh Long này cũng phải nên giết. Thằng nào điều tra, thằng nào tham gia hỏi cung hoặc là bắt anh Tấn này là phải giết cả một cái tập đoàn đó. Nghe nói 200 người tới ta phải tìm 200 người giết chết để trả thù cho chị. Phải tới hồn của anh Tấn này. Nhưng mà hiện bây giờ giờ cũng có người là muốn ăn cái này kia là ok đồng là nhưng mà cũng có một cái vụ sau nữa em có đang có phiền hà chị con tới cái là một cái nó có thế này nè cũng như là Phật tử quên là bên Phật đạo cũng như là anh Quỳnh Thị Thức và bên cái đó là bây giờ có đưa lên những cái chỗ là bên chính quyền là đưa ra của sinh viên là phải biểu tình là về bên cái độ đó cho nên là những cái chuyện đó là cho nên là cũng mong muốn là bên chị và toàn bộ bên chị phải nói lên và sau này nữa những người kia cũng can thiệp đấy để chứ không kiểu là tội ví dụ là anh Quỳnh Duy Thức và anh cái gì mà vừa rồi là cái môn sao mà gì đó hả cho nên là anh cũng nhớ con lắm á thì anh là thực tế là dân anh cũng là về miền Trung đây nhưng mà cũng mới ăn đó cho nên là chị phải cố gắng đưa lên cái chỗ vấn đề Rồi chị sẽ cố gắng, em nói cho chị hiểu rồi, em nói hay quá. Nó cho nên ngắn gọn thôi em ơi. Thì bây giờ vẫn là kể như là bây giờ là cứu anh Trần Quỳnh Duy Thức và kêu mọi người dân đứng lên và bảo vệ Formosa. Đó là ý kiến của em đúng không? Rồi cảm ơn em. Đó rồi, chị sẽ nói những cái ý chính của em rồi. Rồi, chào em nha. Trời ơi em nói hay quá trời hay. Nói dài dòng không hiểu. Nó chỉ ngắn gọn lại ba cái thôi là được rồi. Cho nên tất cả mọi người ở tại Việt Nam chúng ta phải đoàn kết với nhau nha. À, chị ơi hết giờ rồi. Cái này bù à. Chị bù 5 phút rồi đó mà giờ lố rồi đó hả? Ôi trời ơi, lố dữ cái đó hả? Ừ. Thôi thì bây giờ Lisa vấn này là kêu bằng tóm tắt lại. Chủ đề hôm nay toàn bộ giáo dân đạo công giáo, đạo tin lành, đạo Phật giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài phải đoàn kết lại để bảo vệ cha Nam và cha Thục ở ngoài Formosa. Tất cả giáo dân ở trong những cái giáo xứ ở ngoài Nghệ An, ở ngoài miền Trung cũng phải bảo vệ nếu chúng đụng tới một sợi lông của cha Nam. Chị nghĩ rằng tất cả những hội đoàn bên đây cũng đang chuẩn bị chờ đợi đùng một cái là chúng ta gửi ào ạt vào vấn đề là Vatican cũng như là ở tất cả tòa lãnh sự quán ở tại Việt Nam. Bởi vì một người linh mục, một người cha thì không thể nào đem ra đấu tố bởi lũ tiểu yêu được. Cha Nam, cha Thục thì người ta không có sợ cái lũ tiểu yêu, không sợ cái lũ quỷ yêu tinh đâu. Nhưng mà chúng ta phải là những giáo dân, phải là những người, phải mạnh mẽ, phải can đảm. Đến thời giờ buổi này là không còn gì phải sợ nữa nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.